Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Mấy hôm trước thì có một bạn đã inbox hỏi mình đối với gần 9.000 kim cương thì chúng ta nên mua gì. Và đầu tiên thì thanh niên đấy đã bảo mình là vào quay cái vòng này. Đấy, thì mình thấy vòng này nó rất là nát mà số lượng kim cương thì khá là nhiều. Nhưng ạc thì rõ là cùi nên mình quyết định là khuyên bạn ấy chuyển qua mua cây M4A1 SBIS. Cây này thì nó rất là ngon và hiện tại thì chỉ bán với giá 8.888 kim cương. Còn những ai có giảm giá đối với 3 năm game thì sắc chúng ta sẽ có 8.500, mà giảm giá phiếu 500 game thì càng tuyệt vời hơn nữa. Rồi thì hôm nay thì mình sẽ mua và test cái khẩu này. Những bạn nào mà chưa có súng mà đang có ý định nạp gần 1 triệu 900 hoặc tầm tầm đấy vào thì các bạn có thể nhìn vào cái khẩu M4A1 SBIS. Như cái hạc này thì chưa có khẩu gì ngon. Ấy thì toàn đồ ngày thôi. VIP thì có đầy nhưng rất tiếc là toàn đồ ngày. Và hôm nay thì mình sẽ sao có code 30 ngày mà được cái mấy cái khẩu 30 ngày này. Đùa. Thanh niên này lôi đâu ra ấy nhở? Rồi, chúng ta sẽ cùng shop đặc biệt. Chúng ta sẽ cùng vào mua cái khẩu này. Cái khẩu này thì yêu cầu VIP 3 trở lên. Cái hạc này thì VIP 3 rồi. Nạp lên tầm 9.000 kim cương là vừa hơn VIP 3 rồi. Rồi chúng ta sẽ cùng vào mua nhá. Cây này thì cái định mệnh phát cấp 2 này. Đùa. Ok, cái định mệnh nữa. Vào bảo làm clip và mua review ạ. Thế email nào cũng đặt phát cấp 2. Rồi nó sợ mình mút hết đồ của nó hay sao ấy. Rồi mình sẽ nhập phát cấp 2 và mua. Chúng ta tiêu phí game thì sẽ được kích hoạt cái gì đấy. Định mệnh. Mèo biết cái gì, chắc là mua thẻ lật thẻ thêm hay gì gì đấy. Rồi ok, chúng ta sẽ cùng vào test đồ nào. Rồi, mình sẽ mang cây rìu lửa cho nó chất, chúng ta gọi đây là chất. Rồi tháo cái này ra, ok. Nâng thêm một tí, phải nâng lên đấy các bạn, phải nâng lên cho nó mạnh thì nó mới gọi là trâu bò. Cái gì đấy, không nâng lên được. Rồi tao sợ mày quá đấy, không cho nâng. Ô đùa, sao không nên cho nâng ấy nhở? Rồi thôi xong rồi, không cho nâng thì chịu. Mình sẽ ép thêm hai khẩu VIP nữa để cho số lượng đạn nó có thể tăng lên một xíu. Và chúng ta sẽ vào test chế độ đấu đơn kinh điển map bão sa mạc. Bên Zumbai gọi là sa mạc Z. Bên này thì chúng ta sẽ được thấy một con cái map bão sa mạc. Ghi vậy thôi, bão méo đâu. Ấy chết nhầm, trời ơi, cái hạc này mình quên quên chỉnh độ nhạy rồi. Các bạn chỉnh độ nhạy như mình thôi thì nó cũng ok, mình quen bắn như này rồi. Không biết anh em quen như nào. Rồi, mới hạc mới nên nó reset lại hết. Đâu rồi? Hello mấy cương. Úi rồi. Holy shit. Cái định mệnh tao sợ mày quá cỡ rồi, mặc kiểu mắc vào thôi xong rồi không thấy được cái skill skill nó skin kiểu mắc nó rất là đẹp. Cái gì đấy, tao sợ mày quá cơ. Cái này nhóc cũng mạnh mà sấy nó cũng ok đấy. Cái hạc này đâu rồi, ui cái hạc này là hạc mới nên mình không có cài ấy trước, đâm ra là hơi bị khoai đây. Chắc chắn là khoai rồi. Rồi bạn ơi, từ từ thôi, bình tĩnh, tự tin, khoe cá tính đâu rồi. Rồi hết cả hồn ạ. Cái này có cận chiến rất là ngon, một cái khẩu M4 VIP không phải che vào đâu được. Yeah, chúng ta gọi đây là chất. Rồi 3Z nó phải bắn rầm rầm như thế này thì biết phải làm sao. Rồi bạn không sợ mình đục à? Bạn sống nhây nhở? Rồi hơi bị ngáo một tí tại vì lâu rồi. Đúng rồi. Đùa. Sao thùng sao bắn chết người ta? Hay nhở? Hơi bị lag. Có một chút lag ở đây. Rồi xong rồi. Hồi sinh. Map này thì hồi sinh khám lắm. Úi rồi. Mới móc thôi. Đã phải nằm xuống rồi. Ngon xuống đây xem nào. Rồi 3Z. Cái định mệnh thằng 3Z này.
Tao sợ mày quá cơ. Này thì 3Z, ngồi đấy mà móc hà. Đấy, các bạn có thể thấy cái độ mạnh của em nó. Cây này có thể giảm giảm cái gì ta, cái tiếng bước chân khi mà các bạn ấy. Rồi, mình vừa thấy thằng hồi sinh nhưng không sao. Ôi, cái gì đấy? Từ từ, bình tĩnh. Chúng ta bình tĩnh thôi. Rồi, giảm tiếng bước chân thì đi C4. Úi dồi, cái điện mậy nó nữa. Hết sọ luôn này. Đùa. Cứ xem nào. Trận này hơi bị khoai. Tại vì mình là chỉnh cái ấy không được tốt lắm. Úi dồi, đâu ra đấy? Ở đâu ra ấy nhở? Đùa. Cái mạng mình lag cái sao ấy. Không thể tin được. Úi dồi, không trúng cái này. Đâu rồi? What the hell? Không lấy ít người ấy nhở? Úi dồi ôi. Thế nó cũng kịp và luộc một con hàng đứng một bên cạnh mình. Cạn lời. Rồi thằng kia tận là hà 18 mạng rồi. Nhanh quá. Bạn ơi chậm chậm. Chậm chậm lại thôi. Mình theo với. Đéo gặp con hàng nào. Khô hết cả lời. Đây thấy rồi. Cái gì đấy? Bình tĩnh, bình tĩnh. Trời ơi, cho lưng này. Vai cả xoài. Úi rồi, trời ơi, móc thằng kia thôi. Để mình chạm cái bàn tay lệnh vào người nó một tí thôi. Này thì móc này. Úi rồi, ghê thế, sọ này. Cái định mệnh. 19 mạng rồi. Úi rồi, hơi bị ghê. Úi rồi, thắm thế. Di chuyển hơi bị lệch lạc xíu. Thằng kia sao còn một mạng mà nó chưa nuốt luôn mạng cuối ta. Cái định mệnh. Đấy. Chậm VGL. Bạn ơi, bạn bắn cái kiểu gì mà 19 mạng rồi mà mạng cuối bạn bắn chậm thế. Để mình phải đợi lâu. VL. Thôi mình sẽ kết thúc clip tại đây thôi. Mới vào nên chưa chỉnh, quên chỉnh lại cái điều khiển một tí. Di chuyển nó lệch lạc quá. Thắm thế hả rồi. Và cho mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem thấy hay đừng quên like và subscribe kênh của mình nhá. Bye bye cho các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Cây này thì nó mạnh rồi. Úi dồi, ra đây mới lại nâng điểm được. VL, chắc nãy bị lỗi đấy. Lỗi gì mà mình không biết luôn. Cây này mà so sánh với lại AK thì nó thua đam rất là nhiều rồi. Nhưng đổi lại thì nó là một khẩu VIP khá là rẻ. Và những cái thứ khác thì nó cũng ăn được thôi. Rồi, nhưng mình thích AK hơn. Nếu mà lựa chọn AK với lại M4 thì mình thích dòng AK hơn. Nhưng nếu mà anh em thích dòng M4 thì cây này là tuyệt vời rồi. Rồi, chắc mình sẽ bye bye anh em nha. Rồi, cũng không thua AN94 nhiều. Cái này ăn đứt AN94 mà AN94 VIP rẻ nhất.